công ty kim loại G7 chuyên nhập khẩu kim loại cao cấp từ các nước G7, EU, G20. Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm inox, nhôm, đồng, thép, titan, nickel và các loại hợp kim khác. Chúng tôi có thể nhập nhỏ lẻ theo yêu cầu của khách hàng với thời gian nhanh nhất. Thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi thể hiện trên màn hình và trong phần bình luận của video. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, người kể sử. Chuyến thăm mới đây của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam, đồng thời hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ ngoại giao cao nhất của Việt Nam, đã khiến nhiều người đặt ra nhiều giả thuyết về tương lai quan hệ Việt-Mỹ. Một trong số những giả thuyết được bàn tán nhiều nhất đó là liệu Việt Nam và Mỹ có thể trở thành đồng minh trong tương lai hay không? Vậy những gì mà cả hai đang làm có thực sự xúc tiến để trở thành đồng minh trong tương lai? Và Việt Nam có muốn trở thành một đồng minh của Mỹ? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Tọa sơn, quan, hổ đấu. Nếu ta tính từ dấu mốc lịch sử bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ năm 1995 cho tới nay, tất cả các đời tổng thống sau đó đều đã tới thăm Việt Nam. Như vậy, việc một tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam là điều không phải hiếm. Vậy tại sao chuyến thăm của ông Joe Biden lần này lại được chú ý nhiều tới vậy? Thậm chí nếu ta so sánh, sức hút của nó không hề kém cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên tại Hà Nội vào năm 2018. Vậy thì điểm nhấn nằm ở đâu? Đó là những gì đi theo sau ông ta. Đó là những ông trùm tập đoàn chip bán dẫn và công nghệ của Hoa Kỳ. Theo Reuters, có đại diện của hơn 30 tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ tham gia cuộc họp tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 9 năm 2023 vừa qua nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Cuộc họp này được cho là làm tăng vai trò toàn cầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chip. Vậy thì điều này có nghĩa là sao? Nghĩa là Việt Nam đang tọa sơn quan hổ đấu. Đại dịch Covid-19 và căng thẳng giữa Trung Quốc, Đài Loan những năm gần đây đã khiến các ông lớn phải tìm đường lui cho mình khỏi Trung Quốc. Họ nhận thấy mình đang phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc trong lĩnh vực gia công sản phẩm và tài nguyên. Đứng trước tình thế này, họ buộc phải có phương án đề phòng rủi ro. Điều đơn giản nhất đó là sang một nước thứ ba. Trong đó có 3 lựa chọn khả quan nhất, đó là Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan. Nếu ta nhìn vào hiện tại thì Việt Nam đã được chọn làm điểm thoái lui cho các tập đoàn này. Đương nhiên, mình không hề nói khoác, mà đây là dựa trên thông số thực tế. Ngay từ khi đại dịch Covid còn chưa bùng phát, Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn đang chiến tranh thương mại với nhau. Việt Nam đã được chọn làm nơi lánh nạn cho các ông lớn. Theo nghiên cứu của tập đoàn tài chính Nhật Bản Nomura, trong khoảng thời gian 2018-2019, có 56 công ty Hoa Kỳ rời khỏi Trung Quốc và đến các quốc gia khác. Trong đó chỉ có 3 công ty đến Ấn Độ, 8 đến Thái Lan, nhưng có tới 26 công ty đến Việt Nam. Tức là gần một nửa chọn Việt Nam làm điểm đến an toàn. Đương nhiên, đây không phải là quyết định nhất thời nếu ta nhìn vào mức đầu tư của các tập đoàn này và các chi nhánh ở Việt Nam. Hiện tại thì Intel đã có nhà máy trị giá tới 1,5 tỷ đô la ở Việt Nam để lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip. Đây là nhà máy lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của họ và đã có kế hoạch mở rộng nhà máy này. Amkor thì đang xây dựng một nhà máy lớn hiện đại để lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn ở Bắc Ninh. Còn hãng thiết kế chip Marvell thì cũng cho biết họ có kế hoạch xây dựng một trung tâm đẳng cấp thế giới tại Việt Nam. Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp với hầu như các công ty sản xuất chip đang đầu tư trong nước, bao gồm Intel, Samsung và Qualcomm, để thảo luận về việc thiết lập nhà máy chip đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài ra, hàng loạt các ông lớn khác đã chọn Việt Nam làm địa điểm an toàn. Apple của Mỹ đã chuyển 11 nhà máy sản xuất và các thiết bị nghe nhìn sang Việt Nam. Intel đã mở rộng giai đoạn 2 của nhà máy kiểm định chip tại thành phố Hồ Chí Minh với trị giá 4 tỷ đô. Lego của Đan Mạch cũng xây dựng đầu tư nhà máy ở Bình Dương với số vốn 1 tỷ đô. Và người đang dẫn đầu đoàn đua chuyển dịch sang Việt Nam, đó là Samsung, cũng đã dịch chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất điện thoại về Việt Nam và Ấn Độ. 60% sản lượng điện thoại thông minh của Samsung bán ra trên thế giới đều được sản xuất tại Việt Nam. Có thể nói rằng, Việt Nam đang đón nhận rất nhiều cơ hội đầu tư tầm cỡ và cũng không phải đầu tư kiểu công nhân giá rẻ như trong quá khứ.
Các tập đoàn sắp tới chuyển đến Việt Nam đều là lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi lao động cũng phải có trình độ chuyên môn cao và an toàn cho môi trường. Đương nhiên, lương cho lao động trong các lĩnh vực này cũng cao hơn rất nhiều so với lao động phổ thông. Vậy nhưng đi kèm với đó là thách thức đào tạo nguồn nhân lực hiện tại có đủ để đáp ứng nhu cầu của họ hay không? Điều này thì chỉ tương lai mới trả lời được. Nhưng nếu ta nhìn vào quy mô mở rộng của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, có thể thấy rằng, tính đến hiện tại, Việt Nam vẫn đáp ứng khá tốt yêu cầu này. Nhìn vào số tiền cũng như những chuyển dịch mang tính chiến lược của các ông lớn, ta có thể thấy rằng Việt Nam đang làm rất tốt công việc tọa sơn quan hổ đấu của mình. Các bạn hãy cùng nhìn vào tình hình thế giới và những chuyển biến ngoại giao của Việt Nam. Chúng đều có tác động và phản hồi lại rất nhanh. Năm 2022, việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã khiến tình hình địa chính trị của thế giới bị đảo lộn nghiêm trọng. Những liên minh, tổ chức tưởng chừng như chặt chẽ hóa ra lại tồn tại đầy rạn nứt. Đồng thời, nó cũng đang thiết lập lại trật tự của một thế giới mới. Khi giờ đây, chúng ta có thêm BRICS làm đối trọng với G7. Chưa kể tới tầm ảnh hưởng và mở rộng của SCO, Tổ chức Thượng Hải. Điều này đã khiến thế giới dần trôi về hai cực như hồi thế kỷ 20. Và điều mà các ông lớn đang làm hiện nay đó là lôi kéo thêm càng nhiều đồng minh và thiết lập tầm ảnh hưởng của mình ở những vùng chiến lược. Đông Nam Á là một trong số đó. Trong 20 năm vừa qua, quan hệ giữa Đông Nam Á và các ông lớn đã có nhiều thay đổi. Từ chỗ là địa điểm an toàn của người Mỹ với các đồng minh của họ như Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Giờ đây, Trung Quốc đang nhảy vào nhằm biến nơi đây thành cái sân sau của họ. Campuchia, Myanmar và ngay cả các đồng minh của Mỹ là Thái Lan và Philippines đang có động thái xích lại gần hơn với Trung Quốc. Còn Việt Nam khi này đang làm gì? Việc đầu tiên Việt Nam làm đó là cân bằng ngoại giao của mình. Như đã từng nói, cấp độ ngoại giao cao nhất của Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện. Trong nhiều năm, Việt Nam chỉ thiết lập cấp độ ngoại giao này với 3 quốc gia là Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Vậy nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng vừa qua, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023, Việt Nam đã thiết lập cấp độ ngoại giao này với Hàn Quốc và mới đây nhất là với Hoa Kỳ. Đây rõ ràng là một nước đi khôn ngoan và đầy tính toán khi cân bằng quan hệ với những ông lớn đang đối đầu nhau. Thế giới đang dần trôi về hai cực, đó là các cường quốc già cỗi, Mỹ, châu Âu và các cường quốc mới nổi hoặc đang quay trở lại vũ đài chính trị như Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Và nếu ta đi theo nhận định này thì đối tác thứ 6 sẽ sớm xuất hiện thôi. Đó có thể sẽ là Nhật Bản, Canada hoặc một quốc gia nào đó ở châu Âu. Nói chung là đồng minh hoặc có thể là quan hệ thân thiết với Hoa Kỳ. Mỗi khi có động thái nào đó từ một bên thì bên còn lại chắc chắn sẽ có động thái khác. Điển hình là sự việc gần đây, chỉ 5 ngày trước khi ông Joe Biden sang thăm Việt Nam, trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Liêu Kiến Siêu đã tới Hà Nội vào ngày 5 tháng 9. Rõ ràng, mọi bước đi và hành động của các bên đều là có chủ đích và đáp trả lẫn nhau nhằm tạo ảnh hưởng đến những quyết định của Việt Nam. Như vậy, dựa vào những tiền lệ đã có trong quá khứ và thực tế vừa diễn ra, ta có thể thấy rằng Việt Nam vẫn chọn lối đi khá cũ, đó là tọa sơn quan hổ đấu và thừa lúc đứng giữa hưởng lợi từ các bên. Vậy nhưng sẽ không có chuyện để cho các nước can thiệp vào chính sách nội bộ và chọn phe. Hai mặt của một vấn đề. Khi chuyến thăm của ông Joe Biden tới Việt Nam và nâng cấp mối quan hệ, đã có nhiều câu hỏi được đặt ra. Đó là liệu việc này có tạo tiền đề cho Việt Nam trở thành đồng minh của Hoa Kỳ hay không? Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, sự hình thành một liên minh chiến lược là rất khó và gần như không thể xảy ra. Lý do, ngoài từ chính sách 3-0 của Việt Nam, nó còn nằm ở hai nguyên nhân nữa. Một là Việt Nam và Hoa Kỳ không đi chung trên con đường về lợi ích của mình. Cần phải biết rằng, thứ giúp quan hệ Việt-Mỹ tốt lên nhanh chóng là vì những hành động chống lại Trung Quốc tại Biển Đông. Nhưng Việt Nam thì chống lại là để bảo vệ lợi ích quyền lợi và chủ quyền của mình. Việt Nam là một trong những bên tranh chấp chính và có nhiều lợi ích ở đây. Mục tiêu quan trọng nhất trong chính sách hàng hải của Việt Nam là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong ngắn hạn,
là duy trì hiện trạng lãnh thổ và bảo vệ các vùng biển để tiếp tục các hoạt động kinh tế như khoan dầu và đánh cá. Trong dài hạn là nỗ lực để thu hồi những lãnh thổ đã mất ở Biển Đông. Do vậy, an ninh và tài nguyên là hai lợi ích thiết yếu của Việt Nam ở Biển Đông. Còn với Hoa Kỳ, họ không có nhiều lợi ích về kinh tế ở Biển Đông, mà lợi ích của họ ở đây là kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc từ hai hướng. Một là Mỹ cần ngăn chặn Trung Quốc ở Biển Đông vì đây là tuyến vận tải huyết mạch, có thể làm cho nền kinh tế Trung Quốc sống dở chết dở nếu nó bị gián đoạn. Biển Đông là địa bàn trung chuyển quan trọng với tàu thuyền đến và xuất phát từ Trung Quốc, và hơn 85% tổng thương mại quốc tế của Trung Quốc được vận chuyển bằng đường biển. Trong ý nghĩa này, việc Mỹ ngăn chặn Trung Quốc là để nắm thóp một đối thủ mới nổi của mình. Họ có thể bóp nghẹt kinh tế của Trung Quốc khi có chiến tranh nổ ra và kết thúc cuộc chiến trước cả khi nó bắt đầu. Hai là về quân sự. Mỹ đưa lực lượng của mình vào Biển Đông thì đường ra đại dương của Hải quân Trung Quốc đã bị Hải quân Mỹ bịt kín. Hiện nay, Trung Quốc có hai con đường tiến ra biển, đó là qua Biển Đông ở phía Nam và Thái Bình Dương ở phía Đông. Nhưng họ thì lại đang bị bao vây bởi chiến lược chuỗi đảo của Hoa Kỳ, khi mà phía Đông thì toàn là các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Philippines. Chỉ cần Hải quân Trung Quốc mới rục dịch thì đã nằm trong tầm ngắm của họ. Như vậy, chỉ còn một con đường duy nhất, đó là Biển Đông, và Hoa Kỳ thì muốn bịt nốt con đường này. Các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Trung Quốc sẽ bị phát hiện và theo dõi từ cửa ngõ, nên nước Mỹ sẽ đỡ lo về mối uy hiếp tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Trung Quốc. Như vậy, Việt Nam đấu tranh vì lợi ích và chủ quyền của mình là nhiệm vụ sống còn với dân tộc. Còn Hoa Kỳ đấu tranh là để tránh một đối thủ toàn diện trong tương lai. Để làm được hai điều này thì cốt yếu là phải bố trí được lực lượng Mỹ vào khu vực Biển Đông. Muốn đưa được lực lượng vào Biển Đông thì phải có cớ. Giống như tại Trung Đông, Hoa Kỳ muốn bước chân vào giếng dầu của thế giới thì sự kiện năm 2001 là điều kiện hoàn hảo, và sau đó thì họ phát động tên chiến dịch Thế giới tự do. Vậy thì bây giờ làm sao để có cớ đưa thêm quân đội và lực lượng hiện diện lâu dài đây? Câu trả lời đó là tìm cách xúi bên này, giục bên kia, và đặc biệt là khuấy động vùng biển này cho nó sôi lên. Mặt khác, nếu Biển Đông cứ tiếp tục căng thẳng và ngày càng căng thẳng, là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia sẽ cần tới Mỹ như một chỗ dựa để chống lại các mối đe dọa từ Trung Quốc. Đồng thời, mối đe dọa của Trung Quốc càng lớn thì nhu cầu mua sắm vũ khí để tự vệ của các nước nói trên cũng sẽ càng lớn. Trung Quốc giờ đây, 80% vũ khí của họ là hệ Nga hoặc sao chép từ hệ Nga. Trên thế giới này chỉ có hai trường phái vũ khí, một là hệ Mỹ và hai là hệ Nga. Và để chiến đấu hiệu quả trước một lực lượng vũ trang Trung Quốc thì còn lựa chọn nào khác hơn là các hệ vũ khí của Mỹ. Như vậy, Việt Nam và Mỹ không đi chung trên một con đường lợi ích trên Biển Đông. Việt Nam đấu tranh vì lợi ích và chủ quyền dân tộc, còn Hoa Kỳ thì nhảy vào đây để thiết lập vị thế của họ. Họ muốn lợi dụng việc Việt Nam đấu tranh vì chủ quyền dân tộc để biến Việt Nam thành một cái lô cốt chống Trung Quốc, hay nói đúng hơn là chống Trung Quốc đến người Việt Nam cuối cùng. Thứ hai, Việt Nam vẫn là một mục tiêu chính của chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực chống đối và thù địch. Và với tính chất hai mặt, nhiều chính quyền phương Tây vẫn đang có những âm mưu và hoạt động nhằm lợi dụng quan hệ hợp tác để thực hiện các chiến lược diễn biến hòa bình ở Việt Nam. Đáng chú ý là sự hỗ trợ của nhiều chính quyền cho các cá nhân và tổ chức thù địch với Việt Nam. Những tổ chức này thì vẫn luôn được coi là dân chủ, nhân quyền, tự do, phát biểu tự do tôn giáo, v.v. theo tiêu chuẩn của Mỹ đã từng vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Điển hình là Việt Tân. Dù Việt Tân tự xưng là một chính đảng, nhưng thực tế thì Việt Tân lại là một hội đoàn không đăng ký pháp nhân. Tổ chức này không phải là một chính đảng của Mỹ, cũng chả phải là một tổ chức được đăng ký hoạt động với nhà chức trách Mỹ, cũng không phải là một tổ chức được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Vậy nhưng, khi Bộ Công an Việt Nam liệt Việt Tân vào một tổ chức khủng bố, thì Bộ Ngoại giao Mỹ lại lên tiếng phản ứng ngay. Mỹ có động cơ và lý do gì để phải quan tâm tới một tổ chức vô danh về mặt danh nghĩa đối với chính quyền của họ như Việt Tân như vậy? Không khác gì là một con bài được tạo ra để gây ra một mối uy hiếp nhất định với Việt Nam. Trong trường hợp Việt Nam nếu ngả về Mỹ,
thì Việt Tân có thể sẽ trở thành con tốt thí, khi Mỹ có thể liệt tổ chức này và một tổ chức khủng bố như một cách để xúc tiến quan hệ. Còn nếu Việt Nam không ngả theo họ hay ngả theo một thế lực khác, thì Mỹ có thể thí tốt đưa lực lượng này chống phá mạnh hơn. Họ đã làm như vậy với Phun Rô vào những năm 1980, thì chẳng có lý do gì không thể làm với Việt Tân. Thậm chí là ngay trong năm 2023 này, ngay trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới thăm Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023, Mỹ từng chỉ trích Việt Nam về việc phạt tù một nhà hoạt động chính trị và kêu gọi thả ông ta cùng với một người khác cũng được gọi là một nhà hoạt động nhân quyền. Người phát ngôn ngoại giao Mỹ đã từng nói thêm rằng Việt Nam là một đối tác quan trọng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và quan hệ đối tác đó chỉ có thể đạt được hết tiềm năng nếu chính phủ Việt Nam thực thi các bước đi phối hợp để đáp ứng các nghĩa vụ và cam kết của họ theo luật pháp quốc tế và cải thiện hồ sơ về nhân quyền. Tất cả những điều này nói lên rằng dù có những lo ngại chung về Trung Quốc, nhưng Việt Nam và Mỹ cũng không chắc là bước vào một liên minh vì không có chung lợi ích ở Biển Đông và những nghi ngờ sâu kín của Việt Nam về ý đồ chính trị của Mỹ. Hay nói đúng hơn, đến cuối cùng, 3-0 vẫn là lựa chọn duy nhất của Việt Nam tính tới hiện tại. Để kết lại video, mình xin nhắc lại lời của cụ Phan Châu Trinh để lại cho hậu thế. Đó là bất vọng ngoại giả ngu. Có nghĩa là đừng trông chờ vào nước ngoài. Trông chờ vào nước ngoài là điều ngu ngốc.